Tiền đạo Harry Kane lập kỳ tích ở Tottenham. Tiền đạo Harry Kane cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử câu lạc bộ trong trận thắng Fulham 1-0 ở vòng 21 ngoại hạng Anh. Cuối hiệp 1, nhận bóng từ Son Heung-min trong thế quay lưng với khung thành. Can xoay người sút sát mép cột dọc, do bị che mắt, thủ thành Bernardo không kịp phản xạ để cứu thua. Đây là bàn thứ 266 của Can cho Tottenham, cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử câu lạc bộ của huyền thoại Jimmy Bredt. Cột mốc này càng ý nghĩa hơn với tiền đạo 29 tuổi khi nó diễn ra trong trận thứ 300 của anh tại ngoại hạng Anh. Hành quân đến sân Craven Cottage sau hai trận thua liên tiếp trước Arsenal và Man City, Tottenham có cơ hội thu hẹp khoảng cách với top 4 sau thất bại của Man United. Tuy nhiên, đối đầu Fulham đang đạt phong độ cao, thầy trò Antonio Conte gặp nhiều khó khăn. Thực tế, đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và những cơ hội đầu tiên đều thuộc về họ, xuất phát từ pha mất bóng của Son. Bobby Gray ra chân trước vòng cấm buộc thủ môn Hugo Lloris chuột tài cản phá. 8 phút sau, vẫn là Bobby Gray đệm bóng sau quả tạt của Andres Pereira nhưng trúng vị trí Lloris đã chọn. Pha đánh đầu chệch cột của Aleksandar Mitrovic thêm một lần cảnh báo hàng thủ Tottenham về mức độ nguy hiểm trong những quả tạt của Fulham. Cuối hiệp 1, Tottenham mới bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng tốc độ và đột biến cao. Can vẫn là mảnh ghép then chốt trong lối chơi của gà trống nhờ khả năng lùi về làm tường và kiến tạo. Phút 33, trung phong người Anh đi bóng trước sự đeo bám của Joao Pahinha rồi sút vọt xa. Vài phút sau, đội khách lần đầu dứt điểm trúng đích khi Emerson Royer buộc Leno đổ người cản cú đá góc hẹp. Sau khi mở tỷ số, Can đáng ra có thể đi cú đúc ở phút 57 với pha đánh đầu cận thành. Nhưng phản xạ xuất thần của Leno cứu Fulham khỏi bàn thua thứ hai. Khoảng cách một bàn giúp đội chủ nhà nuôi hy vọng có điểm trong thời gian còn lại. Tuy nhiên, Mitrovic hay Banner Solomon đều không thành công trong những cơ hội sau đó, khiến Fulham thua trận thứ hai liên tiếp. Tối ngày 28 tháng 1, Tottenham lẫn Fulham đều ra sân trong khuôn khổ vòng 4 cúp FA, thầy trò Conte làm khách của Brighton, còn Fulham tiếp Sunderland. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.